Người thấy mùi thơm rồi đấy. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái món cá nướng. Có nghĩa là câu ở ao lên xong nướng ở ngoài bờ ao luôn. Đây ao đây các bạn ạ. Ao mình rất là to nhé. Đó, cá thì cũng có rồi. Hôm nay thì chương trình là ông anh rể mình mắc dạt. Đây, cái phông dạt chắc các bạn cũng nhìn thấy rồi, đằng sau mình mắc dạt. Sau khi mắc dạt xong thì mình cũng câu một ít cá và đốt một ít lửa để nướng cá. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cá nhé. Đây nhé, cá nhé các bạn nhé. Cá này cá rô phi với cả cá chép thôi. Đây, đây lửa của mình đây. Đó. Còn kia là ao nhé. Chuẩn bị câu cá này. Câu con nào mình sẽ nướng con đấy luôn. Rồi, ok, mời các bạn theo dõi video của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin lỗi mà nhé. Mở 4A1. Ô, cái này phải lấy cái gì kê? Ủa đấy, mũi nhá, còn nán mà, cô gọi. Còn ôi à? Ừ. Cái này phải kê. Hai cái măng cháy hết rồi. Nó xa xa kệ, xa xa. À. Ơi là tem ơi. Đây đây lập tem đi. Này còn có cái ăn đấy. Chơi cái đấy làm gì có cái ăn đâu mà. Mày cứ ham hố làm gì. Ô cái này cao quá. Còn rô phi này tiếp. Đây là nó làm quay rồi. Ui ui, nó rung rung kìa. Ngon đấy. Này ngon đấy. Nó đùa đâu. Cá thui. Ô cháy rồi. Ô thật chết rồi, cháy đen xì rồi. Con này chắc ăn được rồi nhé các bạn nhé. Nhìn này. Đấy. Thơm chưa? Các bạn ngửi thấy mùi thơm chưa? Vĩ. Đen xì luôn. Con kia cũng sắp ăn được rồi. Ôi, cháy hết rồi. Đây, cái này để ra đây đã. Đó. Bây giờ mình sẽ thả chỗ này vào. Không cần phải ấy nữa, không cần phải xiên nữa. Cái này gọi là y thấy chưa? Đấy. Nhảy đi, nhảy đi. Đấy. Nhảy 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 đi nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy thật à? Đi đâu hết rồi? Ô nhảy ở trong này này. Nhảy đi đâu thế không biết.
Đấy, ở trong này này. Đấy. Đấy chưa? Ui 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 ui. Ui. Nhảy đi, nhảy đi. Đó. Cái này nó mới ngon này. Ngon và ngọt. Con cá đặc biệt. Sắp chín rồi. Chỉ trong một lúc thôi. Đấy. Người thấy mùi thơm rồi đấy. Ôi 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 ôi. Thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Bưởi đấy các bạn nhé. Bưởi này cực kỳ ngon luôn. Trong khi chờ đợi cá chín thì mình sẽ ăn bưởi trước. Đấy, như bưởi nhìn rất ngon. Này vẫn bên Nam không? Yeah. Wow. Hey. Các bạn ăn bưởi nhé. Buổi trưa ăn bưởi chua đấy. Ăn bưởi này không cần phải ấy đâu, không cần phải chấm luôn, không cần bột ngọt, không cần bột canh luôn. Bưởi này ăn ngon, ngọt. Ăn miếng to phê lắm các bạn ạ. Làm miếng to cực kỳ phê luôn. Dám khẳng định với các bạn, ai mà đang xem cái video này kiểu gì cũng thấy thèm cho mà coi. Bưởi bản này ngon hơn bưởi da xanh. Sao mang quẻ da xanh này lắm ấy. Nếu mà kéo sao mắc. Phê. Rồi. Đi ăn cá tiếp nhá. Cá hết cái mấy á. Rồi. Téo luôn má đi. Mấy con này cũng sắp chín rồi đấy các bạn nhé. Mấy con mình thả vào này. Nó nhảy kênh kênh luôn đấy. Bây giờ sắp chín rồi đấy. Hiện tại thì mọi người cũng đi làm việc hết rồi. Còn lại mỗi một mình với thằng em trai. Tí nữa mình nướng xong mình sẽ thưởng thức sau. Ây, nóng đấy. Bỏ hai con kia đây. Tồi rồi, chết chết. Nó ăn bà này đấy. Nó sẽ gì con đấy. Đây nhé các bạn nhé, cá nướng xong rồi nhé. Đấy. Thơm phết. Đây lửa đây. Trời ơi, nhưng mà vào. Câu cá to nhưng mà nó không được cá nhỏ thôi, thôi ăn cá nhỏ thôi. Rồi mấy các bạn ăn cùng mình nhá. Cũng ra gì phết đấy chứ đùa đâu. Cái này phải bóc cái da nó đi. Mày phải bóc cái da nó đi. Ôi. Nóng 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 nóng. Cái này nó ấy các bạn ạ.
nó có cái vị riêng, thơm thơm ngon ngon, thịt nó ngọt lắm. Thảo bà cho Trần Giang nhé, ra tải cải nó nè, nó tải ăn bàn. Nó mắn pin, nó mắn sụp lại coi. Ừ. Thảo bà mẻ nó bán. Ừ. Ui, không có sự mà đeo cả. Bà nóng quá. Bà nóng với chiếc túng này. Bà nóng với chân chép. Mày ở nòng tới thằng một sạch trang tay con chú ăn mưa ăn bơm làng phè à? Nếu làng phè nó bớt ảo ổ nó bớt tục pa rồi đẩy tôi là mất cái tàu cái nòng cái thấy càng to lên tay bàn nha bánh nào hậu mới tục kháo nó ổ má thôi cái đầu không ăn được. Rồi, mình xin nghỉ video ở đây nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình làm ra nhiều video nó hay hơn, độc đáo hơn, độc và lạ hơn. Ở chỗ mình còn nhiều thứ hay ho lắm. Rồi, cái này hôm nay nó hơi bị lỗi tí, câu cá to nó không được, toàn được có nhỏ thôi. Mong các bạn thông cảm.